Chào các bạn, mình xin được giới thiệu, mình là Cường. Mình là huấn luyện viên tại phòng tập của Đá Lâm Việt Fitness. Buổi tập ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số bài tập về mông đùi giúp phát triển vòng 3 cho chị em. Bài tập đầu tiên mình sẽ hướng dẫn là bài tập squat. Tư thế chuẩn bị, hai chân mở rộng vòng vai, đứng chân chích ra ngoài khoảng 15 độ. Hai tay đang chéo nhau, đặt chân ngực, mắt nhìn thẳng. Áp sát vào vai, từ từ hoàn thiện. Thân người từ từ thả xuống này, tạo thành tư thế lửa ngồi. Sau đó mình hít sâu này, giữ 2 giây, từ từ đẩy lên, kết hợp với siết đùi và siết mông nào. Thở ra, 2, 3, 4. Bài tập thứ hai là bài tập căng zip tại chỗ. Nhóm cơ tác động là đùi sau và khuôn mông. Tư thế thực hiện, chuẩn bị hai chân mở rộng vòng vai, thực hiện xoay người sang trái, sao cho hai chân cách nhau hơn một bước chân dài. Hai tay các bạn có thể thả lỏng và xuôi theo chiều chỉ quần, mắt nhìn thẳng, thực hiện hạ gối phải xuống sao cho gối cao hơn mắt cá chân. Giữ 2 giây, đẩy lên, thở ra, 2, hít sâu, lên, thở, 3, hít, lên, thở, 4, hít đi, lên, thở, 5, 6, 7, 8, 9, lưu ý ở cái bài tập này, chúng ta nên giữ khoảng cách hai chân là hơn một bước chân dài, không để hai chân quá rộng. Các bạn nhìn, không để hai chân quá rộng, hai chân quá hẹp, hay hai chân sang hai bên vượt quá cái khoảng cách như lúc ban đầu. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn hai bài tập về nhóm cơ mông đùi cho người mới tập. Buổi tập ngày hôm nay mình sẽ kết thúc ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.